bốn con đó nữa thôi chị. Ghé mua cá này cả nhà ơi, đi chợ ghé mua cá luôn. Cá đẹp quá, thứ màu á, con cá thứ đó là màu cam màu gì đó từ lưa đó. Nó có bốn màu đó. Có màu tím không? Có. Bà lấy màu tím vô đây. Bốn con bốn màu nè nữa thôi. Có bốn màu vậy thôi hả? Dạ. Thì bốn con bốn màu, lấy bốn con được rồi. Dạ. Wow, cá đẹp quá cả nhà ơi. Bây giờ cá lai giống có màu xanh lá cây nữa nha. Mãi vô, mãi vô. Nhiều con. Ai có đi chợ mua cá luôn nha. Chợ bữa nay Tết. Tết Tây. Cũng đông lắm cả nhà ơi. À. Hôm nay Tết Tây mình đi chợ mình mua cá. Cá về nuôi chơi. Đó. À. Mua bán nhộn nhịp ha cả nhà ha. Mình bán thứ bảy chủ nhật ha em. Dạ. Thứ bảy chủ nhật mới bán. Cá nhí nhí bán sao ạ? Cá bảy màu này 5.000. Còn cá bình tích thì 3.000. Cá bình tích là cá nào? Là mấy này. Cái đó. Bảy màu thì 5.000. Vậy cho 3.000 đi, 3.000 đi bắt chục con. Không được, bảy màu không mất được. Bảy màu lấy nó không biết. 2 ngàn đi bắt cái con nhỏ này nè. Đúng không? Nó tới 5 ngàn. Đó chị thêm 2 con bình tích nữa đi. Yeah. Trời, dưa cải này ngon quá vậy ta. Chị ơi, chị gị miếng bánh tét lên thì em hả chị? Dưa cải này làm nhà gì nè, ngon quá chừng nè. Làm nhà. Trời ơi, alo. Cái bên có đồ bánh tét quá bự luôn đó nhà ơi. Ngon quá nè. Bánh tét là mình gói nhà luôn ha em. Dạ, em gói nhà chị, 30 ngàn đòn đó. Trời ơi, 30 ngàn đòn cả nhà ơi. Bánh tét này ngon nhất ở chợ trộn. Có ai đi chợ mua bánh tét ủng hộ em gái nha. Dạ. À, có nạo dừa nạo gì sao làm nhà không đó cả nhà. Đây dưa cải nhà làm luôn. Dưa cải đưa cái mặt dưa cải ra coi. Dưa bọn ơi, bọn bán dưa cải hả bọn ơi? Bọn bán dưa cải. Dưa. Bọn ơi, phật phật cà phê cho bọn. Dưa cà phê nữa nè, cho khách nữa nè. Bọn phật cà phê bọn ai xin làm chốc nha. Trời ơi là mời báo uống cà phê đó. Wow, cái này chùm vuốt đó nha cả nhà. Làm mứt tết là ok nha. Còn bên đây là rau, rau dền tôm nè. Kế bên là có trái quách luôn nha cả nhà. Trời ơi trái quách này mà nhầm nước đá đường nha. Trời ơi nó ngon dữ lắm nha. Đây nha đam luôn đây. Nha đam là nấu là uống ha. Nha đam đường phèn là mát nha. Mát gan bổ phổi nha. Còn cái này em gái bên đây bán đủ thứ hết trơn cả nhà ơi. Ăn củ lồ mua bà luôn.
nhật, khoai nghệ. Trời ơi em gái bánh khoai mà sao em gái xinh như bông như hoa vậy em gái? Bánh gà luôn. Trời ơi có bánh gà luôn nữa hả? Trời ơi ghê vậy trời. Gà nè ha, dừa nè ha, khoai lang nấu nè ha, củ lùng nè ha, củ này củ gì vậy em? Củ lùng mắm bánh tét chuối chuối nè ha, gừng nữa đó của cà bảy, gừng nè ha, rồi trong kia là trái tặc nè ha, ngò gai nè ha, mắm tét nè ha. Ăn mắm tép mà lỡ có đau bụng là có dầu gió chết luôn nha cả nhà. Có dầu gió luôn nha. Rồi có đu đủ luôn nha. Trời ơi, bán gì mà nhiều loại quá chừng ta. Cả nhà lá vườn phải không? Có gì bán nấy phải không? Rồi, cả nhà lá vườn có gì bán nấy. Chợ ở quê là vậy đó cả nhà ơi, cả nhà lá vườn. Các chiều đi ra ngoài vườn bẻ có cái gì là đem ra bán nấy hả? Rồi chúc em mua may bán đắt nha. Các bên là nguyên dân hàng khô, hấp dẫn quá đây. Khô đủ loại hết. Cái này là con cá lù đù nè. Cái này kêu bằng con cá bổi hả chị? Dạ cá sạch. Dạ thì ở dưới Cà Mau là kêu cá bổi á. Dạ. Cá chép. Cá bổi là cá sạch đó hả? Ừ. Thì ở ngang Cà Mau là hay kêu khô cá bổi là nó đó. Tùy theo vùng miền á. Đủ loại khô hết cả nhà. Khô tôm, khô này, khô kia. Khô nhậu cũng có mà khô ăn cơm cũng có luôn. Cái này mình chị bán khô mình ở đâu mình lên mình bán chị? Dạ em lấy cái này ở Gành Hào nhưng mà nhà em bên cái sân Mười Mông nè. À vậy là mình lấy ở dưới Cà Mau Gành Hào lên ha. Dạ phải. Rồi đủ thứ loại hết cả nhà ơi. Đây kế bên là có cái trái này nha cả nhà, Lê Kima nha. Mùa Lê Kima nè. Đó, có bài hát nha. Luôn nha cả nhà. Anh đâu đẹp quá vậy? Dạ. Anh ơi, dạ. Có vừa đảo vừa khô luôn. Dạ, cái này Lê Kima mình hái nhà hả gì chị? Dạ. Bán chị định ăn nó năm bao tử. Dạ, cái này cái trái này chị bao tử luôn hả? Dạ. À, vậy cũng tốt quá ha. Dạ ở đây là chứ đâu dạ. Ở đây nè bà muốn tên ở nhà hả ông dẫn cho ở đây nè đá cái này là gì đá ở thông không hả dạ đó lá dứa luôn nha cả nhà nói chung là đó nem nướng nè mày vô nem nướng luôn. Trời ơi hấp dẫn quá. Dân hàng nem nướng. Nem nướng mình bán nhiêu cây em? Cây 12 ngàn chị. Trời ơi anh chàng đẹp trai này bán nem nướng rồi nè. Gửi sẽ đi nước ngoài hay gì chị? Trời ơi cô nè nem nướng nè cả nhà giòn thấy hấp dẫn không? Giòn thấy là chảy nước miếng luôn. Con thiệt. Dạ. Nem nướng này là ngon thiệt nha cả nhà. Đó, nem nướng 12 ngàn một cây. Mày vô. Có ai đi chợ mua bóp nha. Tết đựng tiền nha. Rồi mua bóp tết đựng tiền nha cả nhà ơi. Đủ thứ loại bóp hết nha. Bóp trên bóp dưới cũng tốt trơn á. Sao bóp sao em? Bóp trên bóp dưới. Vậy hả? Trời ơi. Bóp trên rẻ không bóp dưới. Sao chị nói em sao? Đâu có nói có
có quay gian hàng giúp sữa hả? Quay giúp sữa của chị hả? Sữa gì? Sao? Bóp vú. Trời ơi, hai bên kế bên là bóp vú phải không? Bóp vú. Là rồi. Bóp với vú sát bên luôn cả nhà ơi. Bóp vú. Bóp vú. Bóp vú lòi sữa nha. Có bà chị ruột nè cả nhà ơi, Tết là ra bán mứt nha cả nhà. Ủng hộ nghe, để chị ruột đi bụi nghe. Mứt me nè, mứt mắng cầu nè, đó. Rồi, kế bên là có gian hàng bánh tráng luôn nha, đủ loại luôn. Mày với mày luôn, Dung ơi, mày Dung. Sát bên đó là có bà chị bán xôi mặn luôn. Dung ơi, là Dung. Đó, nguyên tóc rồi, nguyên tóc của ai? Của em. Tâm chị á, đặng về tao biết nó dặn nó coi chứ. Mới tóc gì? Dạ, tóc gì? Hoàng Minh TV. Ờ, Hoàng Minh TV. 1964 của chị có lên, chị đó em có quay của em có lên rồi đó. Lúc tới đây hết rồi cả nhà ơi, xin hẹn lại lúc sau. Xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, xin chào, bye bye.